Chào các em, hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các bạn bài thực hành 1, tính chất nóng chảy của chất tách chất từ hỗn hợp. Thì đây là bài thực hành đầu tiên đối với chương trình lớp 8 đối với các em, nhưng rất tiếc là chúng ta học online, chúng ta không thể thực hành được. Hướng dẫn các bạn trên nền tảng là YouTube, cho nên chính vì vậy các bạn viết vào bài cho nó cẩn thận và chúng ta chịu khó quan sát và hướng dẫn của thầy trong suốt thời gian thầy hướng dẫn. Trong bài này chúng ta có hai thí nghiệm. Thí nghiệm 1 là theo dõi sự nóng chảy của các chất paraffin và lưu huỳnh. Và nội dung hướng dẫn như sau. Lấy một ít mỗi chất vào hai ống nghiệm, đặt đứng hai ống nghiệm và nhiệt kế vào một cốc nước. Đun nóng cốc nước bằng đèn cồn, theo dõi nhiệt độ ghi trên nhiệt kế, đồng thời quan sát chất nào nóng chảy. Khi nước sôi thì ngừng đun. Ví dụ cụ thí nghiệm để thực hiện nội dung bài thực hành hôm nay thì gồm có như hình vẽ 1.6, một số dụng cụ thí nghiệm. Hình 1 là ống nghiệm, hình 2 là kẹp ống nghiệm hay còn gọi là kẹp gỗ các em. Hình 3 là cốc và hình 5 là đũa thủy tinh. Hình số 4 là phễu và cuối cùng hình 6 là đèn cồn. Đó là một số nội dung thí nghiệm và hóa chất để tiến hành thực hành. Đó là paraffin và lưu huỳnh. Đồng thời chúng ta cũng có một cái thí nghiệm thứ hai trong quá trình bài thực hành này, đó là tách riêng chất từ hỗn hợp muối ăn và cát. Nội dung như sau: bỏ hỗn hợp muối ăn và cát vào cốc nước, khuấy đều. Đổ nước từ từ theo đũa thủy tinh qua phễu có giấy lọc. Thu lấy phần nước lọc vào cốc, đổ phần nước lọc vào ống nghiệm. Dùng kẹp gỗ cặp ống nghiệm rồi đun nóng cho đến khi nước bay hơi hết. Khi đun nóng, để ống nghiệm hơi nghiêng. Lúc đầu hơi dọc ống nghiệm trên ngọn lửa cho nóng đều, sau mới đun phần đáy ống. Hướng miệng ống nghiệm về phía không có người, quan sát chất còn lại trong ống nghiệm và trên giấy lọc. Vừa rồi các bạn cũng nghe phần mô tả của hai thí nghiệm. Nhiệm vụ chúng ta bây giờ là sẽ phân tích một phần mô tả và hoàn thành cái bản tường trình trong sách giáo khoa. Tường trình chúng ta có hai cái yêu cầu. Yêu cầu 1 là so sánh nhiệt độ nóng chảy của hai chất, đó là paraffin và lưu huỳnh. Chất nào không nóng chảy khi nước sôi và vì sao, chúng ta sẽ giải thích điều đó. Phần 2 là ghi tên chất được tách riêng trên giấy lọc và trong nghiệm, giải thích quá trình tiến hành làm thí nghiệm như trên. Dù bây giờ là chúng ta cùng xem lại và phân tích cái thí nghiệm 1 để chúng ta giải quyết câu số 1 là so sánh nhiệt độ nóng chảy của hai chất, chất nào không nóng chảy khi nước sôi và giải thích vì sao. Đó là nội dung mà chúng ta cần phải nghiên cứu. Bây giờ chúng ta cùng phân tích ở thí nghiệm 1 là theo dõi sự nóng chảy của các chất paraffin và lưu huỳnh. Khi các bạn tiến hành thực hiện trong phòng thí nghiệm thì khi đó chúng ta sẽ dùng đèn cồn để đốt đến ở mức độ nhiệt độ nó xác định, và lúc này thì làm cho các vật ở trạng thái rắn chuyển sang trạng thái lỏng. Vì vậy chúng ta đã giải thích được câu số 1. Qua cái phần giải thích vừa rồi thì chúng ta đã có được cái đáp án của câu trả lời số 1. Và cũng như thường lệ, thầy sẽ dùng giấy và viết để viết ra cái đáp án, cái hướng dẫn cho các bạn và yêu cầu các bạn phải ghi chép đầy đủ theo từng nội dung. Câu số 1. Câu số 1 chúng ta có đáp án hướng dẫn như sau. Nhiệt nóng chảy của paraffin đó các bạn thì nó sẽ dao động là từ 42 đến 62 độ C. Thì lúc này paraffin nó sẽ chảy ra các bạn. Còn ở nhiệt độ nóng chảy của lưu huỳnh á thì nó sẽ là 113 độ C. Thì qua phần phân tích này các bạn thấy một điều rằng là paraffin ở nhiệt độ nóng chảy rất là thấp, còn lưu huỳnh ở 113 độ C. So với nhiệt độ sôi của paraffin và lưu huỳnh, trong với nhiệt độ sôi của nước là ở 100 độ C, thì cũng là có nghĩa là
ở 100 độ C thì lúc này nước sẽ bốc hơi và chuyển sang trạng thái là hơi. Chính vì vậy mà chúng ta đã trả lời được ý thứ hai ở đây. Chất nào không nóng chảy khi nước sôi? Thì điều trước tiên chúng ta phải khẳng định rằng một điều là nước là nhiệt độ sôi ở nhiệt độ là 100 độ C. Chính vì vậy khi nước sôi ở 100 độ C thì khi đó nhiệt nóng chảy của lưu huỳnh là 113 độ C. Đó, sẽ lớn hơn hoàn toàn với nước sôi. Chính vì vậy lưu huỳnh không nóng chảy. Và chúng ta đã giải quyết được cái ý đầu tiên. Và điều này chúng ta cũng có thể giải thích được rõ là như sau. Cụ thể thì các bạn cũng thấy ha. Đó là do nhiệt độ sôi của lưu huỳnh thì ký hiệu của nhiệt độ sôi của lưu huỳnh là T độ và NC tức là nóng chảy đó các bạn. Lưu của lưu huỳnh ký hiệu chữ S lớn hẳn hơn T độ S của nước, nước ký hiệu là H2O. Các bạn cũng đã thấy rõ qua những con số liệu đã dẫn chứng ở phía trên. Và đó là câu số 1 mà chúng ta đã hoàn thành. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục trả lời câu hỏi số 2. Thì câu hỏi số 2 này chúng ta liên quan với vấn đề là ở thí nghiệm 2. Và thí nghiệm 2 chúng ta sẽ quan sát lại ha các bạn. Và chúng ta sẽ thảo luận. Ở thí nghiệm 2 này thì nội dung yêu cầu là bỏ hỗn hợp muối ăn và cát vào cốc nước, khuấy đều. Điều này mình sẽ nhận thấy một điều mà các bạn cần phải chú ý. Đó là gì? Muối ăn. Khi chúng ta đổ nước vào thì lúc này muối ăn nó sẽ tan và cát thì không tan trong nước. Khi chúng ta dùng giấy lọc để chúng ta lọc thì chúng ta sẽ thu được cát và dung dịch nước muối nha các bạn. Khi chúng ta đổ phần nước lọc vào ống nghiệm rồi dùng kẹp gỗ ống nghiệm và đun nóng cho đến khi nước bay hơi hết thì lúc này chúng ta sẽ thu được là muối ăn ở trạng thái rắn nha các bạn. Trong phần này mình sẽ giải thích thêm cho các bạn vì sao khi đun nóng và để ống nghiệm hơi nghiêng lúc đầu thì phải hơi dọc ống nghiệm lên ngọn lửa đèn cồn cho nóng đều. Bởi vì sao ạ? Bởi vì trong ống nghiệm của chúng ta là ống nghiệm thủy tinh. Chính vì vậy khi trong quá trình đun á, các bạn phải hơi nóng đều và tránh không tập trung tại một vị trí làm cho hiện tượng là vỡ ống nghiệm, rất là nguy hiểm nha các bạn. Và trong quá trình đun chúng ta phải để ống nghiệm hơi nghiêng. Bởi vì khi chúng ta để hơi nghiêng như vậy á, thì khi đó sẽ tránh trường hợp hiện tượng nước sôi sẽ trào ống nghiệm và làm bỏng tay chúng ta. Và các bạn cũng chú ý luôn ống nghiệm mà chúng ta hướng về phía không có người nha các bạn. Bởi vì nếu chúng ta đưa về ngay vị trí có người rất là nguy hiểm các bạn. Trong quá trình thực hành các bạn cần phải chú ý một số kỹ năng đó. Và chúng ta cũng không nên đùa giỡn trong quá trình thực hành nha các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ giải quyết câu hỏi số 2. Là ghi tên chất được tách riêng trên giấy lọc và trong ống nghiệm. Giải thích quá trình tiến hành. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn làm cái ý đầu tiên nha các bạn. Thực sự ra mà nói thì trong quá trình hướng dẫn các bạn vừa hướng dẫn vừa viết như thế này rất là khó các bạn. Tình hình chung cho nên thì hướng dẫn các bạn một cách chi tiết và cặn kẽ như thế này. Nhiệm vụ của các bạn là nhớ là hoàn thành trong phần tập nha các bạn. Chúng ta ghi ha. Câu 2 là chất rắn được tách riêng trên giấy lọc là cát. Chúng ta khẳng định như vậy bởi vì hồi nãy chúng ta đã giải thích rồi, cát không tan trong nước nha các bạn. Phần còn lại đó chính là phần nước lọc. Vậy nước lọc là gì các bạn? Thật ra thì nước lọc đó chính là nước muối đó các bạn. Bởi vì trong quá trình mình khuấy lên thì muối nó sẽ tan ra và chúng ta sẽ thu được đó chính là dung dịch nước muối, hay là còn cách khác người ta gọi là muối ăn. Và dung dịch muối ăn này chúng ta quan sát được nó sẽ có dạng màu trong suốt nha các bạn. Và khi chúng ta dùng cái dung dịch muối ăn này nè, chúng ta đun nóng trên ngọn lửa đèn cồn thì lúc này các bạn, khi nhiệt độ đun nóng như vậy thì nước sẽ bốc hơi, tức là nước lọc đó. Nước lọc là, hay là cách khác là trong nước lọc có thành phần có dung dịch muối ăn đó, sẽ bốc hơi lên và nó sẽ khô cạn lại và chúng ta sẽ thu được là muối ăn dạng rắn nha các bạn. Hay nói cách khác thì nó chính là dạng muối ăn kết tinh nha các bạn. Vì cái quá trình này thì chúng ta đã tách riêng biệt giữa muối ăn và cát ra khỏi hợp chất rồi nha các bạn. Và chúng ta đã hoàn thành câu hỏi số 2.
Và bây giờ chúng ta cần phải giải thích thêm quá trình tiến hành. Quá trình này được tiến hành như thế nào? Theo phương án thì mình giải thích nè các bạn. Theo như các bạn thì chúng ta đã nhận biết rằng là muối ăn và cát, thì trong đó cát không tan được trong nước, không tan trong nước. Và bên cạnh đó thì chúng ta thấy rằng là sao các bạn, muối ăn thì tan trong nước đó. Muối ăn thì tan hoàn toàn nha các bạn, khi chúng ta khuấy lên thì nó sẽ tan trong nước, cho nên người ta sẽ sử dụng cái phương pháp này. Thì giải thích quá trình thứ hai là gì các bạn, khi mà chúng ta đun ở dung dịch muối á, thì lúc này dung dịch nước muối ở nhiệt độ thích hợp, nước nó sẽ bốc hơi và muối không bốc hơi. Khi nhiệt độ sôi của nước được đun nóng ở nhiệt độ 100 độ C thì lúc này nước sẽ bốc hơi. Còn ở các phân tử muối ăn NaCl đó các bạn, đọc là natri cloru á, thì không bốc hơi. Nhớ là natri cloru không bốc hơi nha các bạn. Như vậy qua phần thảo luận hồi nãy giờ, thầy đã hướng dẫn các bạn trả lời hai câu hỏi trong phần tường trình về nội dung có liên quan đến bài thực hành hôm nay. Và nhiệm vụ của các bạn là sẽ ghi chép lại tất cả nội dung bài thực hành và hoàn thiện vào vở. Bên cạnh đó thì các bạn nào có thắc mắc thì các bạn hãy comment về phía dưới, thầy sẽ trả lời cho các bạn những cái thắc mắc mà chúng ta cần quan tâm, cần hỏi đến nội dung của bài thực hành hôm nay. Và mong rằng là bài thực hành online hôm nay sẽ giúp các bạn hiểu biết thêm về kiến thức và giải thích những cơ bản hiểu biết về xung quanh cuộc sống của chúng ta. Hẹn gặp lại các